Nói trước nó bị nối 79 này. 9 mà làm rồi đó, làm nước quê rồi. Rồi. Còn hiện tại bây giờ là nó khó đè, là từ bữa bị khó đè là mình sửa, mình đã thay rồi hết đúng không? À, như là thay một thủ đề rồi, thay bình rồi, đè vẫn bị khó nổ, là đè lúc nào nó cũng khó nổ hay là chỉ buổi sáng thôi? Lúc nào cũng khó nổ à? À, nghe dừng lại là đè lại là khó nổ. Dạ. Nó có garanti không? Có garanti. Rồi để nhắc lên đi. Tháo kiểm tra cho anh cái này em ơi. Không, nhưng mà bấm nó quay, nó quay nhẹ, còn khi mà nó bị kêu á đó, anh này là nó bị gần tì lại đó, nó nặng hơn. Em đem đề mà hết bình là vậy đó. Đề mấy cái mà không nổ là xong rồi. Hai cái hết bình rồi, nó nặng đó. Cái phần mà nổ đồng rồi nó rút điện nhiều lắm. Chúng ta nó già rồi. Thì cái này bị lại á. Thì đây là cái lý do là tại sao ở đây anh không thay đồ cũ, vậy là những cái đồ mà nó đã lâu anh không sửa là vậy. Có nghĩa là em làm được cái việc có vài bữa thôi, còn là em phải bị lại. Mọi người nghe cái tiếng mà nó kêu quá là biết nó nặng chứ, hai này nhìn cái màu này em thấy nó xét không? Đó. Đó khó đâu, thầy đỡ rồi. Rồi đó bên đây này không, này chứ năm này không, này không. Cái năm không có đề ở đâu mà, nhưng mà nó còn chưa có xét vậy đâu, nó còn nè, còn cái này là nó nổ lên cái đó là biết nó tệ rồi. Đó, giờ đề nổ thôi nó nè. Còn nó hơi mà bị ganti, nó không đều với nó hay thòng ga, lát nữa mở ra xử lý bên trong cái hồng ga lại, coi dây ga với mà coi cái chỉnh cái mà dùng tua máy lại đó. Không đề là nổ thôi. Đi mà chiếc làm cho cua hay chuột nhả hết ga, nó nghe bùm ở đây nè. Rồi, ok, anh kiểm tra cái thằng xăng lửa là cho nó chừng, nghe cái bô nổ nó bụp 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 đúng không? Rồi, ok. Anh em chỉnh như vậy là giống như là anh em đang mà vừa mớm ga mà vừa đề á, thì nó sẽ gây khó nổ anh em. Đó, nghe theo cái này không nè. Không, nó gây ra gọi là khó đề. Nên là mình phải trả nó về zin là nha. Rồi, chiếc bô này sau khi mình kiểm tra, mình trả nó về cái đúng ban đầu anh em, thì xe này là ganti nó không có được lớn nha, nó nhỏ, và lên ga cái là nó tắt. Mình lên ga dìu nhẹ thì nó không sao. Đó, cho nên là mình trước mắt là mình sẽ trả cái này, đây là gì zin nha anh em. Đó. Xe này là bị xì xước bắp nha anh em. Đó, bị xì xước bắp cho nên là ganti nó không lớn được, áp bơm xăng mình đã đo rồi. Vấn đề gì hết. Cho nên là xe này là trước đó là người ta dặn cho con ốc gió, rồi giờ dặn cho con ốc đồng tiền nó hở cho gió vô nhiều anh em, mà cho nó có ga lớn á, cho nên là bạn chủ xe nó là chạy thòng ga xuống á, là cái xe nó không về ga được, nó cứ cho hoài, rồi có lúc thì nó về liền được, còn có lúc là nó không về luôn. Bây giờ mình cho anh em xem nè, cái con ốc mà dặn này nè, lúc nào nó cũng có dư găng vậy nè, thấy không? Đây, còn cái con trên này nè, là hồi nãy là người ta dặn đã hết luôn, anh em không có cái dấu dặn nè, đó, mình đã nhả xuống một khúc rồi, đó, mình nhả cho nó về, cái nó không có bị treo cái TV anh em, vì nãy nó mở tới 5 độ lận. Đó, nên là mình về đây không độ, rồi sau đó thì giờ mình sẽ gớt xuống, mình sấy xuống bắp nha anh em. Rồi anh em, nói chung là một trường hợp kinh nghiệm đó anh em. Đó thì xe này hồi nãy là mình cũng đã chỉnh hết rồi, thì mình nghĩ là nó bị xì xuống bắp nha anh em. Nhưng mà khi mà mở cái đây nè, thì em thử xăng đây, thử xăng đây, thử ra này, à, có rồi. Rồi, thôi, à, không xì anh em. Rồi, xong cái dưới. Rồi, không xì luôn nha anh em. Không xì nha, rồi. À, cuối cùng cái xe này đó là bị một cái ban. Đúng là bị ban giật anh em. Mà giật này thì mình tìm lý do rồi. Đây. Anh em nhìn vô trong cái lỗ này nè. Ở ngoài này mình nhìn không thấy nha. Khi hồi nãy là trên xe là mình đã có rút cái ống này ra, là mình cầm để mình thổi qua bên cái họng ga là nó qua rồi. Thì mình không có nhìn, tại vì bên trong xe anh em thì nó nằm gì nè, nó nằm gì nè thì mình không thể nào nhìn lọt trong cái khung này được. Khung cái xe này nè anh thợ trước chơi, ông nhét vô trong đây nè, nó nhét bít cái lỗ lại đó anh em,
em cái loại em thử cho anh này. Này dùng một cái nắp, một cái nắp dồi. Có cái móc không? Cái móc đó, móc cho nó dễ ra. Ừ. Ừ rồi, rồi đó, lên đó. Ừ, ra đó, rồi. Đây anh em, đây rồi, ra anh em. Đây, một cái nắp dò xe làm cho cái lỗ nó nhỏ lại. Cho gió nó vô không được. Rồi, bây giờ em vệ sinh là cho anh em cái nước mát của chủ xe này cũng thấy ghê rồi. Nó hơi chua luôn anh em, cái nước mát mà nó ra cái màu này. Xanh mà giống như là xanh lên nhớ nó chung hơi lỡ rồi. Chung là rồi, giờ gáp vô lại đi. Quay tăng gáp vô lại, không có xấy xước bắp. Gáp vô lại. Cái phần này là do người trước là bít là này mình không thấy được nha anh em. Đó. Rồi, em gáp vô lại đi, gáp cái phần đầu này vô lại đi. Nghe chưa? Dòng là mỗi một cái xe thì nó mỗi một tình trạng anh em. Đó, mà đây thì mình coi công khai cho anh em đó. Này nãy đây cống này là nó nằm đây. Thì mình đã có rút ra và mình thổi vô để xem nó có bị bít ở trên không thì không anh em. Nhưng mà mình lại không thổi xuống dưới này. Thì mình nghĩ là trước giờ này không có ai mình đi bít cái ống này hết, thường là chỉ bít trên cái họng ga thôi. Mình đã mở cái họng ga cho tới cái này mình kiểm tra hết mấy cái lỗ xem quýt hay không. Cuối cùng là không. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ này ra, mình gắp cái kia lại cho chủ xe. Đó. Xe này thì trước đó người ta có làm rồi nha anh em. Đây. Cắt keo nè, rồi người ta cũng đã bỏ luôn cái van nhiệt rồi, cắt không xài nữa. Em lấy cái kèm cho anh đây. Đây em coi ha. Này, cái nước mát nè. Đây anh em. Rồi này anh em hả? Cái nước y chang như cái nước mà bị thiêu anh em. À. Ơi. Nó nóng cặn không à, cái nước. Nó hơi chua luôn em. Rồi, trong ban này là xử lý lại cho chú xe cái phần này. Hồi nãy thì mình có báo chú xe là gỡ xuống sấy xước bắp thôi. Nhưng mà không bị xước bắp nên mình không có sấy, mình gắp lại. Đây mình cầm một tay mình khó nhét, để mình nhét cái này nha. Rồi, để mình xử lý này anh em. Mình gắp lại đi, gắp lại. Chia sẻ với anh em mà cũng có ba này. Khi này sau này anh em có kinh nghiệm thì anh em có thể là hồi anh em. Cái nước ở trên bình phụ này thấy không nè. Nè, cái nước nó màu hồng nè. Đó mà xả trong cái ra thì nó là màu xanh nè. Đó anh em thấy chưa? Đây là cái lý do tại sao mình nói với anh em là hạn chế châm vô trong cái bình phụ hoài này gì nè. Đó. Nó ra hai màu nè. Đó anh em thấy chưa? Đó. Ra cái màu hồng nè. Rồi, đó đây là kinh nghiệm cho anh em đó anh em đó, mà nói là em là mình câu cái két chứ không có câu với bình phụ hoài được. Đó, chạy lâu xả két ra thay. Rồi. Ok, lắp vô để mình test xe lên anh em. Rồi thêm đây nữa nha anh em. Thì mình thổi thì nó qua nha anh em. Nhưng mà anh sẽ anh chế thêm cho này cái nè anh em. Đây nè. Đó, này không, trong đây nè. Đó, trong đây có một cái ống kiểu như là để giảm cho cái đường hơi này nó nhỏ lại anh em. Vậy bóp ở đây nè, là mềm nè. Bóp cái này cứng nè. Đó, giờ để mình lấy ra cho anh em coi nha. Rồi cái này thì mình thổi thì nó qua, nhưng mà cái lỗ này thì nó không có nhỏ như cái dầu gì nãy anh em. Nhưng cái này là bít lại là nhỏ xíu luôn rồi nè. Còn cái ống này là nó to hơn. Đây. Đây nè, đó. Không biết là nào đặc chế cho đưa chắc ra đây ha. Hãm gió lại anh em, là hãm gió lại. Hãm gió xong rồi đầu là cái mình chỉnh cái họng ga. Đó, chỉnh cái họng ga là dẫn cái con ốc mà tăng ga lên anh em. Đó, cho nên là đây là một ba chắc của anh cũng bây giờ kỹ lắm rồi, anh là trước làm này cũng bây giờ kỹ lắm rồi. Rồi, bây giờ mình gắp lại như gì hết anh em. Những thay thẳng thay này nước máy cho xe này luôn. Rồi ok anh em nha. Giờ mình lắp vô toàn bộ như zin nha anh em. Đó, ốc chỉnh gió rồi là mình chỉnh lại như thông số zin ban đầu nha anh em. Đó, nói chung là không có độ chế gì nha. Giờ thì mình sau khi mình đã xóa lỗi xong rồi thì bây giờ mình sẽ vô xem thông số anh em. Rồi tắt khóa điện. Hoàn thành. Mở khóa. Rồi, ok, giờ mình sẽ nổ máy nha. Rồi, giờ chung là cái nổ anh em. Thì cái máy nó sẽ tự động đồng bộ lên anh em. Giờ mới vừa lắp vô xong. Tụi máy tầm khoảng 1.500-1.600 là ok anh em. Dưới quá, nhỏ quá thì nó thấp thì buổi sáng anh em đề anh em buông ra nó hay bị tắt máy lắm. Đó anh em thấy không? Nhỏ lên nè, 1.500-1.600 anh em. Đó. Nói chung là khi anh em nổ máy vậy nè, là khi mới vừa mình xóa lỗi, mới vừa reset ECM hay là mình mới vừa tháo lắp tất cả những cái cảm biến vô lại rồi thì em nổ máy chút xíu chờ cho nó đồng bộ lên anh em, nó tự đồng bộ lên anh em.
chứ nhiều khi nó chưa chịu đồng bộ mà anh em nghĩ rằng nó lớn quá hay nó nhỏ quá anh em chỉnh thì có thể là nó sẽ gây ra là nhận tín hiệu bị sai nha anh em. Nhưng mà tua máy tầm khoảng từ 1500-1600, chung là đối với chiếc Novo này thì thôi không quá 1700 thôi nha anh em. 1700 thì nó sẽ hơi cao, cái 1650, 1650 là ok, chung là nhìn đó. Cái này là sáng anh em đề máy á, anh em sẽ ít bị tắt máy hơn. Thì Novo này nhiều khi anh em đi lâu quá, cái tiếng máy nó nhỏ dần, cái anh em nghe nó nghe tiếng nó nhỏ, mà khi vệ sinh reset lại cái anh em nghe nó lớn hơn á. Đó là hiện tượng mình thực bình thường anh em, nghĩ sao cái bánh xe nó không quay là ok nha. Đó. Rồi, nhà tôi máy đồng bộ rồi nè. 1500-1600 anh em. Đó nè. Đó. Rồi, giờ đặt chỉnh thôi cho xe này thôi. Đó, giờ là về ngon lành đó nha anh em. Rồi, đó, tôi máy ổn định rồi. Giờ tắt khóa nè. Đó, mình bật khóa lại nha anh em. Rồi, bấm đề. Rồi, nổ nha anh em. Ok. Nói chung là chia sẻ với anh em nha. Cái xe này thì ta cũng lấy cái ống hơi này cắm vô bầu gió đó. Chế cái ống hơi nè. Chế ống hơi đưa lên trên luôn rồi. Nói chung là quá trời cái đường chế này. Nhưng mà xe này chế chứ rất là nhiều thứ nha anh em. Nhưng mà anh em mình chỉ là cho chủ xe xong hết rồi đó. Rồi, giải quyết xong cái Novo này nha. Nó thay lại cái cụ đề. Nó thay cái xe này cái bogie luôn. Bogie này thì nó đen thật luôn hết anh em nè. Nó tệ rồi. Thay lại bogie nha. Rồi. Ok. Nhưng mà anh em làm xe Novo 5 anh em lưu ý ở những chỗ này nha. Đừng có chim chế gì trong mấy cái đường ống đó nha anh em. Đó, mấy đường ống hơi này nè, là để nguyên vậy nha, chứ anh em giảm nhỏ thì không có thay đổi được gì đâu. Rồi ok. Kết thúc đây nha anh em.